Ông Zelensky trắng tay, phương Tây kiệt quệ cùng cực vị Ukraine. Ông Zelensky tiết lộ sắp gửi tới Mỹ kế hoạch chiến thắng của Kiev. Bước đi sai lầm của Ukraine giúp Nga gia tăng sức mạnh. Ukraine và Belarus tăng cường lực lượng ở biên giới, nguy cơ chiến tranh. Mỹ cam kết bảo vệ Israel trước Iran. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế tối được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình là những tin tức liên quan đến chiến sự Nga-Ukraine. Mới đây, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận Ukraine không có tiền để tự sản xuất vũ khí, trong khi nguồn viện trợ từ các nước phương Tây đang chứng lại. Tổng thống Zelensky phát biểu tại một cuộc họp báo, theo tôi, có một vấn đề quan trọng mà chúng ta đã bắt đầu xúc tiến, đó là hoạt động sản xuất trong nước. Máy bay không người lái, pháo binh, ý tôi là hệ thống và đạn dược riêng biệt, tên lửa. Một chương trình tốn kém và chúng ta cần đầu tư tiền vào đây. Hiện tại ngân sách của chúng ta không còn tiền. Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý rằng ông cũng muốn tăng nguồn cung viện trợ quân sự của phương Tây, cũng như đẩy nhanh nguồn viện trợ đến Ukraine. Tuy nhiên, về vấn đề viện trợ, Ba Lan, một trong những đồng minh thân thiết nhất của Ukraine trong cuộc chiến với Nga, thừa nhận đã viện trợ cho Kiev tất cả những vũ khí họ có thể gửi đi. Ba Lan thừa nhận không còn vũ khí để viện trợ Ukraine. Phía Ba Lan khẳng định an ninh của nhà nước Ba Lan luôn là mục tiêu tối cao và mọi quyết định mà Warsaw đưa ra đều hướng đến an ninh của đất nước. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video ghi lại giây phút hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS của Ukraine bị tên lửa nước này bắn nổ ở tỉnh Sumy. Đoạn video cho thấy máy bay không người lái UAV Nga thực hiện nhiệm vụ trinh sát trên không ở tỉnh Sumy. Ukraine đã phát hiện đối phương triển khai hệ thống pháo phản lực HIMARS gần khu định cư Stepanovka. Sau đó, chiếc UAV quay được hình ảnh kíp chiến đấu Ukraine lái cỗ pháo HIMARS ẩn nấp tại rìa một khu rừng gần đó, Thông qua dữ liệu tọa độ được UAV cung cấp, lực lượng tên lửa Nga đã sử dụng khí tài Iskander-M tập kích cố pháo đối phương. Đòn tấn công lập tức tạo ra một vụ nổ lớn ở khu vực pháo HIMARS đang trú ẩn. Quân đội Ukraine hiện chưa bình luận về thông cáo và video được Bộ Quốc phòng và truyền thông Nga công bố. Truyền thông Ukraine cho biết các lực lượng quân đội nước này đã phá hủy cầu phao thứ tư của Nga bắc qua sông Simatinsk. Radio Liberty chia sẻ các bức ảnh vệ tinh cho thấy cầu phao mà lực lượng Nga thiết lập tại sông Sim ở tỉnh Kursk đã bị hư hại một phần. Ấn phẩm này lưu ý đây là cây cầu phao thứ tư được lực lượng Nga thiết lập tại Zvanoe, cách cây cầu bị hư hại do pháo kích 2 km về phía hạ lưu. Trước đó, quân đội Nga đã thiết lập các cầu phao tương tự ở làng Karis giữa làng Zvanoe và Gluskovo. Theo Radio Liberty, cầu phao ở Karis bị ngập một phần và không loại trừ khả năng bị tấn công. Ngoài ra, hai cầu phao cũ khác cũng bị Ukraine tấn công. Các chuyên gia quân sự nhận định, bằng cách tấn công các cây cầu bắc qua sông Sim, Ukraine đang cố gắng chia cắt lực lượng Nga khỏi Kuluskovo. Trong một diễn biến nóng liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc đột kích vào khu vực Kursk của Nga là phần đầu tiên trong kế hoạch chiến thắng của Kiev mà ông có ý định trình lên Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 9. Tại cuộc họp báo ở thủ đô Kiev vào ngày 27 tháng 8, Tổng thống Zelensky cho biết ông có kế hoạch tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9, nơi ông sẽ gặp ông Biden. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng tiết lộ thành công của kế hoạch trên chủ yếu phụ thuộc vào Mỹ. Ông Zelensky cũng cho biết kế hoạch chiến thắng sẽ được gửi tới cả Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong khi đề cập đến chi tiết của kế hoạch, nhà lãnh đạo Ukraine tiết lộ kế hoạch 4 giai đoạn này bắt đầu bằng cuộc đột kích vào Kursk, chiến dịch mà ông cho rằng đã được thực hiện. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev trong một cuộc họp với những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt cho biết, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đã đảo ngược nhận thức về chiến thuật chiến đấu và thay đổi toàn bộ khoa học quân sự. Theo ông Medvedev, khi chiến dịch quân sự đặc biệt nổ ra, chúng tôi có một ý tưởng rất khác về chiến thuật quân sự so với hiện nay. Chiến tranh đã làm đảo lộn mọi thứ, các loại vũ khí mới, cách chiến đấu mới đã xuất hiện và dĩ nhiên điều đó đã thay đổi toàn bộ khoa học và hành động quân sự. Nga đã triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Các cuộc giao tranh giữa hai bên vẫn kéo dài từ đó đến nay mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đỉnh điểm là hôm 6 tháng 8, Ukraine tiến hành đột kích bất ngờ vào tỉnh biên giới Kursk của Nga, cuộc đột kích lớn nhất kể từ khi xung đột giữa hai nước nổ ra cách đây hơn 2 năm. Hãng tin Defense Express của Ukraine tuyên bố rằng Mỹ đang trang bị cho các máy bay chiến đấu F16 mà các quốc gia thành viên NATO khác đã cung cấp cho Ukraine. Theo đó, những chiếc F16 này được tích hợp thêm các giải pháp tác chiến điện tử tiên tiến mà các thành viên khác trong khối quân sự không có quyền truy cập. Kỳ F đã được một số quốc gia NATO hứa cung cấp tới 80 chiếc F16 vào năm ngoái, bao gồm Mỹ, Pháp, Bulgaria, Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ, Canada, Luxembourg, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania và Thụy Điển. Các quốc gia đã thành lập liên minh F-16 để hợp thức hóa việc giao hàng và tổ chức đào tạo phi công. Trong một bài báo đăng tải vào ngày 28 tháng 8, Defense Express đưa tin rằng việc nâng cấp các máy bay F-16 dành cho Ukraine được thực hiện bởi phi đội tác chiến điện tử số 68 của Không quân Mỹ. Tờ báo này tiếp tục tuyên bố rằng Hà Lan và Đan Mạch không có quyền tiếp cận các giải pháp tiên tiến của Mỹ. Tuy nhiên, cơ quan này lưu ý rằng có thể đó chỉ là vấn đề lợi ích và các đối tác châu Âu đơn giản là đã không đưa ra sáng kiến phù hợp. Hôm đầu tuần này, Trung tâm tác chiến điện tử của không quân Mỹ có trụ sở tại Florida đã đưa ra một tuyên bố cho biết họ gần đây đã hợp tác với các đối tác Đan Mạch và Na Uy để hỗ trợ chuyển giao F-16 từ Đan Mạch và Hà Lan cho Ukraine. Kết quả là một năng lực tác chiến điện tử mới sẽ được đưa vào cuộc chiến. Theo tài liệu, các chuyên gia từ phi đội tác chiến điện tử số 68 đã lập trình lại các hệ thống tác chiến điện tử trên những chiếc F-16 được đề cập. Tuyên bố nói thêm rằng hệ thống được sử dụng trên những chiếc F-16 sắp được sao là hệ thống mà Mỹ không có trong kho của mình. Hiện Ukraine đang xuất hiện những lo ngại về nguy cơ một mặt trận xung đột mới ở châu Âu, nhất là sau khi Ukraine bất ngờ tấn công khu vực Kursk của Nga đồng minh lớn nhất của Belarus. Trong khi đó, Ukraine gần đây đã kêu gọi Belarus rút quân khỏi khu vực biên giới trong bối cảnh căng thẳng quân sự leo thang giữa hai nước láng giềng. Trích dẫn một số thông tin tình báo, Bộ Ngoại giao Ukraine cáo buộc Belarus tập trung số lượng lớn binh sĩ, bao gồm lực lượng tác chiến đặc biệt, vũ khí và thiết bị quân sự ở khu vực Gomen gần biên giới phía bắc Ukraine với lý do các cuộc tập trận. Đây cũng là khu vực nằm gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Bộ Ngoại giao Ukraine cảnh báo trong trường hợp Belarus xâm phạm biên giới quốc gia, nước này sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để thực hiện quyền tự vệ được nêu trong hiến trương Liên Hợp Quốc. Chính phủ Belarus hồi tuần trước tuyên bố đã điều động khoảng 1 phần 3 lực lượng tới biên giới với Ukraine. Nước này đồng thời chỉ trích Ukraine đang làm leo thang căng thẳng nghiêm trọng khi điều động hơn 1.200 binh lính tới biên giới vào ngày 18 tháng 8 Belarus cũng cáo buộc thiết bị bay không người lái của Ukraine liên tục xâm phạm không phận trong cuộc tấn công vào khu vực Kursk của Nga vào ngày 6 tháng 8. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố có hơn 120.000 quân Ukraine trên biên giới giữa Belarus và Ukraine. Họ đã điều quân tới gần biên giới của chúng tôi và Belarus sẽ triển khai ở đó, sẽ bố trí lực lượng tại một số điểm nhất định. Trong trường hợp xung đột nổ ra, quân đội của chúng tôi dọc theo toàn bộ biên giới sẽ phòng thủ. Tuy nhiên, Ukraine đã bác bỏ mọi cáo buộc của Belarus và nêu rõ nước này chưa và sẽ không bao giờ thực hiện hành động thù địch nào chống lại người dân Belarus. Ngày 27 tháng 8, trong cuộc phỏng vấn với kênh 12 của Israel, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby phát biểu rằng Washington vẫn giữ vững cam kết bảo vệ Tel Aviv nếu Iran tấn công. Ông Kirby cho biết, dù khó dự đoán về khả năng tấn công, nhưng chúng tôi không hề xem nhẹ các tuyên bố từ Iran chúng tôi tin rằng họ đang trong tình trạng sẵn sàng phát động một cuộc tấn công nếu muốn đó là lý do chúng tôi đã tăng cường lực lượng quân sự của mình trong khu vực vì quan chức này cũng nói thêm rằng thông điệp mà chúng tôi muốn gửi cho iran là nhất quán thứ nhất đừng làm như vậy không có lý do nào để phát động một cuộc chiến trong khu vực thứ hai chúng tôi sẽ bảo vệ israel nếu cuộc tấn công từ iran xảy ra định không tham gia phản ứng cùng Hezbollah sau vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran đã tiết lộ nhiều về chiến lược của Iran trong việc duy trì sự ổn định khu vực. Sau vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh, Iran đã phải chịu áp lực cực lớn từ các thế lực bên ngoài. Mỹ đã tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực, đồng thời liên tục gửi các thông điệp cứng rắn từ các quan chức cấp cao, bao gồm cả Tổng thống Joe Biden, khẳng định quyết tâm bảo vệ Israel những tín hiệu này khiến Tehran lo ngại về khả năng một phản ứng quyết liệt có thể dẫn đến một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn. Điều này đã có phần khiến Iran cân nhắc lại quyết định và chọn cách không tham gia vào phản ứng cùng Hezbollah. Một yếu tố khác là những tranh cãi nội bộ trong chính quyền Iran. Tổng thống Iran Mohammad Pezeshkian được cho là lo ngại về khả năng một chiến dịch quân sự khu vực sẽ dẫn đến hậu quả không thể kiểm soát. Sự chia rẽ này đã làm chậm quá trình ra quyết định và cuối cùng dẫn đến việc Tehran lên kế hoạch phản ứng riêng. Việc này không chỉ cho thấy sự thận trọng của Iran mà còn thể hiện những lo ngại sâu sắc về việc phá hủy mọi cơ hội ngừng bắn ở Gaza, đặc biệt khi sự hiện diện của Hamas tại Gaza đang bị đe dọa. Dù Tehran quyết định không tham gia phản ứng cùng Hezbollah, nhưng cam kết của Iran trong việc trả đũa Israel vẫn được bảo lưu. Các lãnh đạo Iran bao gồm cả lãnh tụ tối cao Iran, đại giáo chủ Ali Khamenei đã khẳng định quyết tâm này, khiến Tehran khó có thể rút lui mà không hành động. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump cho biết hai bên đã nhất trí rằng các quy tắc đối với cuộc tranh luận ngày 10 tháng 9 sẽ giống các quy tắc trong cuộc tranh luận trên CNN tháng 6 vừa qua giữa ông và Tổng thống Joe Biden trước khi ông Biden từ bỏ cuộc đua. Theo ông Trump, ABC đã đảm bảo với ông rằng cuộc tranh luận sắp tới sẽ công bằng và bình đẳng. Trong đó, không bên nào được cung cấp trước câu hỏi và các ứng cử viên không được mang theo giới ghi chép. Cuộc tranh luận trên CNN hồi tháng 6 không có khán giả trực tiếp, đồng thời micro của một bên tắt tiếng khi bên đối thủ phát biểu. Tuy nhiên, đội ngũ vận động tranh cử của bà Kamala Harris chưa xác nhận về những quy tắc trong cuộc tranh luận trên ABC. Trước đó ngày 26 tháng 8, đội ngũ của hai ứng cử viên đã tranh cãi về các quy tắc trong cuộc tranh luận. Đội ngũ của bà Harris muốn micro mở tiếng trong suốt buổi tranh luận, trong khi phía ông Trump dọa rút khỏi cuộc tranh luận với lý do kênh truyền hình thiên vị. Lợi thế của ứng viên tranh cử Đảng Cộng hòa Donald Trump so với bà Kamala Harris về kinh tế và tội phạm đang mờ nhạt dần đối với các cử tri Mỹ. Một dấu hiệu cho thấy chiến dịch của Phó tổng thống Đảng Dân chủ đang thu hút được một lượng lớn người ủng hộ khi chỉ còn 11 tuần nữa là đến ngày bầu cử. Theo một cuộc thăm dò mới do Reuters Ipsos thực hiện từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 8, 43% cử tri ủng hộ cách tiếp cận của cựu tổng thống Trump đối với nền kinh tế và việc làm, trong khi tỷ lệ ủng hộ đối với phương án của bà Harris là 40%. Sự cách biệt 3 điểm phần trăm là quá nhỏ để mang ý nghĩa quyết định khi xét đến biên độ sai số 4 điểm phần trăm của cuộc thăm dò. Cuộc thăm dò đã thu thập phản hồi trực tuyến từ 1.028 người trưởng thành trên toàn quốc, bao gồm 902 cử tri đã đăng ký đi bỏ phiếu. Trong các sự kiện vận động tranh cử, cựu Tổng thống Trump thường chỉ trích cách quản lý nền kinh tế của chính quyền Tổng thống Joe Biden khi làm phát tăng cao trong nhiều năm, gây gánh nặng kinh tế lên nhiều gia đình. Về phần mình, bà Harris đã cam kết kiểm soát giá cả thông qua các nỗ lực như xử lý tình trạng thổi giá của các cửa hàng tạp hóa. Cuộc thăm dò mới cho thấy nền kinh tế là vấn đề lớn nhất đối với 26% cử tri, trong khi chỉ 22% chọn chủ nghĩa cực đoan chính trị và các mối đe dọa đối với nền dân chủ. 13% cử tri chọn vấn đề nhập cư. Đối với vấn đề chủ nghĩa cực đoan, nữ phó tổng thống giành được lợi thế hơn so với ông Trump khi tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 42% và 36%. Đối với chính sách nhập cư, ông Trump đang giành được ưu thế với tỷ lệ 45% cử tri chọn so với 37% của bà Harris. Theo CNN, hiện cả hai chiến dịch tranh cử của ông Trump và bà Harris đều đang chạy nước rút cho các sự kiện vận động sau khi đại hội đảng toàn quốc của hai đảng kết thúc và Phó tổng thống Harris dường như đang được chú ý nhiều hơn trên mặt trận truyền thông. Mưa lớn đã gây lở đất cuốn trôi một ngôi nhà gỗ hai tầng ở một thành phố của Nhật Bản. Hai người trong nhà đã được cứu sống, song ba người khác vẫn mất tích. Theo Đài khí tượng Nagoya, vụ lở đất xảy ra ở thành phố Gamagori sau khi ghi nhận lượng mưa kỷ lục trong bối cảnh bão Shanshan tiến gần tới các đảo chính của Nhật Bản. Cụ thể từ tối 26 tháng 8 đến tối 27 tháng 8, lượng mưa đo được ở Gamagori lên tới 138,5 mm cao hơn lượng mưa trung bình trong toàn bộ tháng 8. Đầu sáng 28 tháng 8, bão Shanshan cách quần đảo Amami 80 km về phía đông bắc với sức gió lên tới 252 km/h. Dự báo bão Chan sẽ hướng về phía đảo chính Kyushu ở miền nam trong tuần này. Do ảnh hưởng của mưa bão, dự kiến cơ quan thời tiết sẽ đưa ra cảnh báo mưa lớn đặc biệt ở tỉnh Kagoshima. Hàng chục chuyến bay đã bị hủy trong khi hoạt động của một số tuyến tàu cao tốc có thể bị đình chỉ trong tuần này. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh YouTube Thế giới nghiêng. Xin được kính chào tạm biệt.